đến múa thì cái hình ảnh đầu tiên trong đầu mình tức là những cái điệu múa về truyền thống, như kiểu những cái điệu múa mô phỏng về chim công hay phượng, những cái điệu múa dân gian. Mình nghĩ đến những cái động tác cơ thể mềm mại là lướt theo nhạc. Thì mình nghĩ đến việc đó là đơn giản là mọi người cũng thực hiện những cái động tác cơ thể theo nhạc, và cảm thấy tùy vào những cái bài múa thì sẽ có những cái concept nó khác nhau. Cái múa chỉ dành cho bọn nào lạ hoặc là một cái gì đó nó không đúng nhất thiết là dành cho mình. Em nghĩ đến những động tác rất là uyển chuyển, mềm mại, nhìn rất là thướt tha và bắt mắt. Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Art World Thế giới nghệ thuật. Quý vị thân mến, nhắc đến múa, đa số chúng ta ai cũng nghĩ múa là một nghệ thuật đòi hỏi sự mềm mại, dẻo dai, uyển chuyển. Thế nhưng, bản chất của múa là sự kết nối nội tâm với cơ thể, là ngôn ngữ biểu đạt cảm xúc của con người. Múa cũng có rất nhiều loại, múa truyền thống, múa đương đại, múa hiện đại. Trong những năm gần đây, các nghệ sĩ còn ứng dụng khoa học trong nghệ thuật múa và cho ra đời loại hình nghệ thuật mới mang tên Healing Dance, tạm dịch là múa và chuyển động trị liệu. Loại hình này có gì đặc biệt? Mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong 15 phút của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhìn và để ý các động tác này. Đây chính là các động tác trong một bài Healing Dance Movement hay Healing Art, tạm dịch là múa và chuyển động trị liệu, giúp con người giải phóng cơ thể, tự tin và thư giãn tâm trí. Khái niệm múa và chuyển động trị liệu ra đời khi nào? Vào năm 1900, một số nghệ sĩ múa đương đại trong quá trình luyện tập đã khám phá ra sự kết nối giữa cơ thể và cảm xúc bên trong thông qua các động tác múa, giữa những khát khao vươn tới tự do, vượt qua mọi giới hạn thể hình để phiêu du và thả mình trong thế giới nghệ thuật. Okay, that's good. Okay. Great, great. Đầu tiên, tiên phong cho cái việc mà giải phóng cơ thể của mình đó là một nghệ sĩ múa ballet. Ballet là thường cho cơ thể căng cứng, đúng không ạ? Cao, ưỡn cao, vươn cao, và là những cái múa gần như quý phái. Và những cái đôi chân thì phải căng như thế nào để có thể luôn luôn lực kiễng ấp như ở đây. Thì bà đã giải phóng đôi chân của mình và quyết định là bỏ chân trần để múa. Thì chỉ có một cái động tác đơn giản đấy thôi thì đã là tiếp cận đến một cái mong muốn là được tự do, được là chính mình. Trong lớp làm khái niệm múa và chuyển động trị liệu, có một câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc, đó là có bệnh thì mới phải trị liệu. Vậy suy ra một điều, những người tham gia múa và chuyển động trị liệu là những người có bệnh. Trị liệu ở đây đơn giản trong tiếng Anh là healing. Để bạn được thực sự trở về với chính mình, trở về với những thực sự là bạn là ai và bạn mong muốn điều gì, cảm xúc của bạn như thế nào. Để khi bạn thực sự chân thật với chính mình rồi thì bạn sẽ dễ dàng kết nối và trở nên chân thật, hòa mình với người khác, với một cái cộng đồng chung, cho một cái sự phát triển tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, múa trị liệu là một loại hình nghệ thuật mới du nhập vào Việt Nam không lâu. Và ngày hôm nay, Minh Hằng đang đến để tham gia một lớp học múa trị liệu. Và không biết rằng là múa trị liệu có gì khác so với những loại hình múa nghệ thuật khác, chúng ta sẽ cùng khám phá ngay sau đây. Biết nghệ sĩ Bùi Tuyết Minh là người tiên phong trong lĩnh vực múa và chuyển động trị liệu ở Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi tìm đến chị với hy vọng được trải nghiệm và hiểu hơn về loại hình nghệ thuật này. Tôi và các thành viên trong lớp học là những người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt. Không ai biết ai, tất cả mọi người ở đa dạng độ tuổi và giới tính khác nhau. Và chúng tôi cùng nhau khám phá loại hình nghệ thuật múa mới này. Giống như các loại hình nghệ thuật múa khác, múa trị liệu cũng sử dụng động tác ước lệ, diễn tả bằng các loại chuyển động đội hình, vòng cung,
vòng tròn, hàng dọc, hàng ngang, chữ V, đôi khi là đội hình hỗn loạn, không theo một hình thù nào cả. Những động tác múa xuất phát từ hiện thực cuộc sống, thường mô tả hình tượng diễn biến nội tâm con người, chính là nhân vật múa, bằng động tác ước lệ tạo hình. Các động tác múa ấy sắp xếp thành hệ thống động, biểu đạt một ý tưởng hay một câu chuyện. Đây là những động tác thể hiện quá trình được bao bọc trong bào thai người mẹ đến khi sinh ra, lớn lên của một đứa bé với đủ mọi tư thế. Thu mình, vươn vai, biết lẫy, biết bò, đứng lên và cả động tác điều khiển cơ miệng khi trẻ mút sữa. Các cử chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi, vừa giúp vận động cơ thể, vừa giúp mỗi học viên cảm để hiểu hơn phần nào về quá trình phát triển của một đứa trẻ. Như vậy, múa trị liệu giống với các loại hình múa khác ở động tác, ở đội hình và tính kịch. Vậy điểm khác biệt của loại hình này là gì? Chúng tôi được nghệ sĩ Bùi Tuyết Minh chia sẻ. Điểm khác biệt nhất chính là yếu tố khoa học được phân tích qua biểu hiện các động tác múa. Từ mỗi động tác múa, nhà trị liệu và các nghệ sĩ lý giải tâm lý, cảm xúc con người qua mỗi động tác, từ đó ứng dụng chính động tác múa ấy để giải quyết các vấn đề của con người như vấn đề cân bằng cảm xúc khi stress, vấn đề hiểu trẻ con muốn gì, hiểu được cơ thể cần gì. Không chỉ có vậy, múa và chuyển động trị liệu còn là môn nghệ thuật của sự tổng hòa một cách nhịp nhàng giữa múa đương đại, múa hiện đại hay cả múa truyền thống, từ động tác mềm mại nhẹ nhàng đến những động tác nhảy hiện đại như belly dance, hip hop. Điều tất yếu, với đa dạng động tác thì nhạc được sử dụng cũng vô cùng phong phú. Nhạc không lời, nhạc có lời, nhạc pop, thiền, ballad, rock. Nhưng có một nguyên tắc đó là những loại nhạc đó phải trung lập, không được kích động đến cảm xúc của người tham gia chuyển động. Giới hạn trong việc chọn nhạc không kích động đến cảm xúc con người thật mong manh, vì vậy đòi hỏi một người nghệ sĩ trị liệu phải vô cùng tinh tế và nhạy cảm. Múa và chuyển động trị liệu cũng không phải nghệ thuật biểu diễn, trình diễn trên sân khấu, mà nó chỉ có tác dụng giúp cân bằng cảm xúc của con người. Trong cái buổi ngày hôm nay thì tôi có cảm nhận được một cái thêm, một phần hiểu thêm một phần về vận động để kết hợp với những vận động khác dành cho con. Mình sẽ hiểu rõ hơn được về những cái hành vi nó gần như là vô thức của trẻ con đấy, và mình rất là thích kiểu đó. Tôi chuyển động để tôi hiểu hơn về cơ thể của mình, để tôi nắm bắt được những cái thở và những cái giác quan, và tôi có thể dùng đấy để tôi hàn gắn lại những cái gì mà tôi còn cảm thấy tôi chưa được khỏe. Quý vị thân mến, sau khi tham gia lớp học múa và chuyển động trị liệu, ngoài cảm giác tĩnh tâm, hiểu được sự vận động của các giác quan, Minh Hằng còn có cái nhìn tổng quan hơn về loại hình nghệ thuật này. Tuy nhiên, hiệu quả mà nó mang lại là gì? Mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời qua hai dự án. Dự án Circle of Life, tạm dịch là vòng đời, hướng đến các cụ già tại Viện Dưỡng Lão Menora ở Mỹ, và dự án Hành động vì trẻ em gái Hờ Mông do ISEE và Blend phối hợp cùng nghệ sĩ Trang Trịnh, nghệ sĩ Tuyết Minh thực hiện. Tại bệnh viện và trại dưỡng lão Menora ở Mỹ, một nhóm các cụ già độ tuổi 85 đến 95 từ nhiều quốc gia khác nhau, có người là người Mỹ, người Nga, có người là cựu chiến binh Việt Nam và Nhật Bản. Một vài cụ không thể nói tiếng Anh và mắc chứng mất trí nhớ, mắc bệnh tim mạch cũng như nhiều bệnh khác. Hãy xem điều kỳ diệu gì xảy ra với họ trong trước và sau 6 tháng ứng dụng múa và chuyển động trị liệu. Trước 6 tháng, những con người này luôn sống trong đau khổ và luôn sợ hãi khi nghĩ đến cái chết. Thế nhưng, sau 6 tháng ứng dụng múa và chuyển động trị liệu qua các hoạt động sử dụng đạo cụ để các cụ già đọc thơ, cầm tay nhau, kết nối với nhau, cùng chuyển động múa hát theo điệu nhạc, âm thanh nói cười đã đến, xua tan đi mọi u tối nơi viện dưỡng lão này. Với những người lớn,
lớn tuổi thì cái sự kết nối nó mọi người sẽ cởi mở hơn. Và mình cảm thấy vui hơn khi mọi người ví dụ như đang từ chỉ lúc nào cũng chỉ cúi đầu xuống như thế này, ngồi trên xe lăn và cúi đầu trầm tư vào cuộc sống, gần như là không còn cái hy vọng nữa, và luôn luôn sống trong một cái nỗi sợ hãi và những cái nỗi đau về cơ thể, và coi cái cơ thể này không phải là của mình và muốn bỏ cái cơ thể này đi và không nghĩ đến nó nữa vì luôn luôn là đau. Thì với những cái động tác múa hoặc là với những cái sự hướng dẫn chia sẻ thì dần dần họ chỉ cần cái ánh nhìn của họ lên cao và cái vai của họ ươn ra như thế này thì cái tầm nhìn đã khác rồi, và cái cơ hội, cái mong muốn được kết nối đã khác. Và lúc này ở một cái tư thế như thế này thì con người đã muốn chia sẻ và muốn gần nhau hơn, họ muốn sống với mình, họ sống và chấp nhận những cái hiện tại và cũng như là bình yên hơn với những cái hiện tại, những gì mà họ đang có hơn. Các cụ già đã dám đối diện hơn với hiện thực rằng sinh, lão, bệnh, tử là lẽ tất yếu của tạo hóa và của tự nhiên. Mọi người có thể ở đây hoặc không, bạn không biết cái chết có thể xảy đến khi nào, nhưng tôi chỉ ước một điều là được chết tại nhà mình. Qua bài học tôi nhớ là cuộc sống là không dễ dàng, bạn phải vượt qua nó, và tôi muốn chết ở nhà, với lũ trẻ, với những cậu con trai, tôi rất yêu quý chúng. Nếu bạn phải chết, thật tốt nếu như bạn được chết gần người thân trong gia đình, gần những người bạn biết. Tôi nghĩ quan trọng là tôi không phải chết ở giữa đường hoặc ở những vùng khác, nơi mà tôi không có người quen biết. Đó là câu chuyện tại nước Mỹ xa xôi. Còn tại bản Mèo Vạc Hà Giang, loại hình múa và chuyển động trị liệu cũng đã len lỏi và được nghệ sĩ Trang Trịnh, nghệ sĩ Bùi Tuyết Minh thực hiện ở nơi này. Trong khuôn khổ dự án, giúp trẻ em Hơ Mông tự xây dựng các vở kịch truyền thanh kể về câu chuyện của chính bản thân mình. Thứ nhất là những cách biệt về ngôn ngữ, các bạn nhỏ người Mông có thể nói được tiếng Kinh, nhưng mà chúng tôi mong muốn là các bạn ấy không buộc phải viết một vở kịch và vở kịch truyền thanh có ca nhạc bằng tiếng Kinh, và chúng tôi muốn các bạn ấy có thể làm những điều đó bằng tiếng của chính các bạn ấy, có thể hát được bằng tiếng Mông và sáng tạo được bằng chính tiếng Mông của các bạn đó. Chính vì thế nên là chúng tôi đã sử dụng những cái ngôn ngữ như là chuyển động hay là âm nhạc, những ngôn ngữ đó khuyến khích các bạn ấy có thể sử dụng ngôn ngữ và văn hóa của chính mình để tạo ra một cái sản phẩm mà các bạn có thể tự hào. Bắt đầu bằng một điệu nhạc, các trẻ em người Mông được tham gia múa chuyển động tự liệu như tự đặt biệt danh cho bản thân, chào hỏi nhau bằng biệt danh ấy và tham gia làm quen, cởi mở lòng mình hơn với mọi người. Và hôm đó thì là một ngày rất là lạnh ở Mèo Vạc, và sau hoạt động đó chúng tôi cũng cảm thấy là ấm áp hơn rất nhiều. Sau hoạt động đó thì các bạn cũng còn vẽ sơ đồ cuộc đời mình, vẽ ra xem là mình vui hay buồn, mình đã trải qua những chuyện gì. Và qua những cái câu chuyện đó thì chúng tôi bắt đầu cùng các em xây dựng nên một vở kịch. Và chính các em cũng là những người tạo những cái âm thanh, những cái tiếng động sống động cho cái vở kịch đó. Thật bất ngờ khi những đứa trẻ ban đầu rụt rè, không muốn chia sẻ chuyện gia đình. Nhưng sau khi tham gia múa và chuyển động trị liệu, chúng có thể tự tin diễn kịch và cười đùa tự nhiên. Trang nghĩ nếu như không có những chuyển động theo âm nhạc cũng như là những cái sự đóng góp của chuyển động trị liệu thì chắc chắn là dự án không thể thành công được, bởi vì rất là khó để có thể kết nối cũng như là để khuyến khích sự sáng tạo khi mà có một cái rào cản lớn về văn hóa và ngôn ngữ. Giúp con người cân bằng cảm xúc, tinh tế trong cảm nhận, kết nối và đồng cảm với người khác, tự tin thể hiện chính mình là những gì mà múa và chuyển động trị liệu mang lại cho con người. Ngày nay, nhiều nhà trị liệu còn ứng dụng loại hình này cho các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em và phụ nữ bị bạo hành, người khuyết tật, trẻ tự kỷ, thanh thiếu niên trong trại giáo dưỡng. Thêm một điều thú vị khác, nếu như trong những ngày giáp Tết với nhiều bộn bề căng thẳng của cuộc sống, quý vị cũng có thể sử dụng một vài động tác múa trị liệu như làm giãn các chi theo điệu nhạc. Chỉ với những động tác nhỏ ấy, nhưng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và thư giãn.
Tới đây, Art World tuần này cũng xin được khép lại. Trước khi kết thúc chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn đong cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Mọi ý kiến đóng góp quý vị vui lòng gửi về cho chúng tôi qua kênh Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV hoặc gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0422208288. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.